lãnh đạo, thưa toàn thể hội nghị, trong năm qua, không phụ lòng tin yêu và sự kỳ vọng của Bác Hồ, của lãnh đạo thị xã, chị em phụ nữ đã ra sức học tập, rèn luyện vươn lên, khẳng định vai trò và vị thế của mình trong xã hội. Các cấp ủy đảng, chính quyền luôn tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ thông qua vận dụng chủ trương, chính sách về phụ nữ, về bình đẳng giới nhằm phát huy vai trò phụ nữ. Không chỉ là người vợ, người mẹ đảm đang trong gia đình mà nhiều phụ nữ đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, được xã hội ghi nhận trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ. Với sự quan tâm của thị ủy và tạo điều kiện của Ủy ban Nhân dân thị xã, sự nỗ lực của chị em phụ nữ trên địa bàn công tác phụ nữ năm 2020 đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, góp phần cùng đảng bộ và nhân dân thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Với gần 1/4 dân số, chiếm hơn 30,4% lực lượng lao động xã hội, phụ nữ thị xã Duyên Hải luôn có mặt trong mọi lĩnh vực, trên mọi địa bàn, chủ động tham gia các hoạt động của đời sống xã hội, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đạt nhiều thành tích xuất sắc. Nổi bật là thực hiện chủ đề về an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Đầu năm, hội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án giáo dục 5 triệu bà mẹ có con dưới 16 tuổi giai đoạn 2017-2020. Đồng thời phối hợp với công an và các ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, hội và phụ nữ nâng cao kiến thức tham gia thực hiện bảo vệ phụ nữ trẻ em như chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, vận động trẻ em đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, phòng chống tai nạn thương tích, chống trẻ em đuối nước, trẻ biết tự bảo vệ bản thân, nhất là trẻ em gái về vấn đề xâm hại tình dục, phòng chống bạo lực gia đình. Kết quả được 342 cuộc, có 6.751 chị dự. Phối hợp tổ chức nói chuyện chuyên đề về bạo lực học đường và truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe vị thành niên cho 2.102 học sinh Trung học cơ sở phường 1, Trung học phổ thông Duyên Hải và Trung học phổ thông Dân Thành. Thông qua công tác tuyên truyền, hội thành lập 7 mô hình an toàn cho trẻ khi tham gia giao thông có 93 thành viên và mô hình ngôi nhà an toàn có 9 thành viên, 2 mô hình phụ nữ phòng chống bạo lực phụ nữ và trẻ em có 21 thành viên, 1 tổ phụ nữ bảo vệ quyền lợi phụ nữ yếu thế và trẻ em gái có 7 thành viên tham gia, 1 mô hình gia đình không bạo lực có 10 thành viên. Vận động chị em phụ nữ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, đưa trẻ uống vaccine, vitamin A, tiêm ngừa và cân đo trẻ, hạn chế trẻ em bị suy dinh dưỡng. Kết quả có 3.368 lượt trẻ tiêm ngừa đủ liều theo chương trình quốc gia tiêm chủng mở rộng. Tổ chức các hoạt động như hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em. Thực hiện giãn cách xã hội, cơ hội kết nối gia đình cùng vui, đẩy lùi Covid-19. Hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ em tham gia giao thông bằng xe máy và hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người. Về hoạt động giới thiệu nguồn cán bộ nữ cấp ủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, căn cứ hướng dẫn của hội cấp trên, hai cấp hội đã chủ động tham mưu cấp ủy xem xét bổ sung cán bộ nữ vào quy hoạch dân sự đại hội nhiệm kỳ 2021-2026 với 67 cán bộ nữ. Qua đó có 25 cán bộ nữ trúng cử vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó cấp thị xã có 7 người. Thực hiện phong trào thi đua, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã chỉ đạo Hội Phụ nữ 7/7 xã phường tập trung tuyên truyền, quán triệt nội dung nghị quyết của tỉnh ủy, thị ủy năm 2020. Phát động thực hiện phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, xây dựng gia đình năm 03 sạch, gắn với phong trào thi đua dân vận khéo, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua triển khai, phát động phụ nữ thực hiện nghị quyết của tỉnh ủy, thị ủy
gắn với hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu. Điển hình là 12 tập thể, 6 cá nhân đăng ký thực hiện mô hình hùn vốn mua bảo hiểm y tế, gắn với giúp nhau phát triển kinh tế, gia đình. Vận động hội viên thu gom rác thải nhựa, bảo vệ môi trường. Mô hình hỗ trợ phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo. Mô hình trồng rau sạch không sử dụng hóa chất cấm. Đơn tổng số đến nay có 28 mô hình tập thể, 10 cá nhân hoạt động có hiệu quả. Thành lập 7 tổ hội viên nồng cốt, có 68 thành viên ở các xã phường để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện dân vận khéo trong bồi hoàn, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án đầu tư, tham gia hòa giải ở cơ sở. Mô hình phụ nữ với tuyến đường sạch. Đến nay, toàn thị xã có 10 tuyến đường trồng hoa với chiều dài 12.000m và 3 tổ 68 thành viên vận động hỗ trợ tiếp bước em đến trường, gồm phường 1, xã Hiệp Thạnh, xã Lâm Toàn đã đóng góp 18.500.000 đồng hỗ trợ 37 em nghèo. Thông qua thực hiện mô hình từ các phong trào, trong năm đã xuất hiện 21 cá nhân tiêu biểu được biểu dương điển hình với cách làm hay, sáng tạo, được giới thiệu rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng như trang web của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đài phát thanh thị xã và xã phường. Thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường đăng ký thực hiện nhiều công trình phần việc hữu ích như vận động các nhà mái ấm tình thương cho hội viên nghèo, quy động phụ nữ và vận động các mạnh thường quân đóng góp tiền hiện vật trị giá 220 triệu đồng, trồng 2.500 cây hoa kiểng trên tuyến đường khóm Bến Chuối phường 1, khóm Phước Bình phường 2 và xây cầu bê tông dài 30m khắc phục khó khăn về giao thông cho người dân. Từ các cuộc vận động, các phong trào thi đua, trong năm qua có 4.988 hội viên phụ nữ được bình xét đạt tiêu chuẩn gia đình 503 sạch, giữ gìn cảnh quan môi trường, bảo vệ thiên nhiên. Đặc biệt là có 97 cán bộ hội viên tham dự hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, 46 cá nhân phụ nữ tiêu biểu được biểu dương khen thưởng trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Cùng với hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, mặc dù không mạnh mẽ như nam giới hay có nhiều thời gian tham gia công tác xã hội, nhưng không ai có thể thay thế được vai trò của chị em phụ nữ trong gia đình. Các chị vừa là người dâu, người vợ, người mẹ chăm lo nuôi dạy con cái, sản xuất kinh doanh, tái tạo giống nòi để đảm bảo duy trì và phát triển xã hội, vừa tham gia ba nhiệm vụ thường xuyên của hội mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đó là tuyên truyền vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc. Hội phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2000, 45 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2000, 75 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9. Vận động chị em thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông gắn với ba nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội được 362 cuộc, có 8.351 lượt hội viên phụ nữ dự. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hội cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ 7 trên 7 xã phường ôn lại truyền thống lịch sử phụ nữ qua các thời kỳ nhằm giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ, 337 cuộc, có 7.542 chị em dự. Hưởng ứng hoạt động mặc đồng phục áo dài di sản văn hóa Việt Nam do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, hội chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường mặc trang phục áo dài ngày 6 tháng 3 và gửi ảnh tham gia cuộc thi online Tự hào áo dài phụ nữ Việt, có 24 cá nhân và 6 tập thể tham gia dự thi. Tham gia hội thi biểu diễn thời trang áo dài khẳng định di sản phi vật thể do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Sở Văn hóa tổ chức, có 7 thí sinh tham gia. Về hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. Trong năm 2020, hội phối hợp với Trung tâm Học tập Cộng đồng khai giảng 7 lớp chế biến thức ăn, trồng màu, chăm sóc sắc đẹp,
có 83 học viên tham gia, đồng thời phối hợp giới thiệu cho 135 lao động nữ có việc làm tại các công ty xí nghiệp trong và ngoài tỉnh. Liên kết nhóm bếp Ngọc Trân giới thiệu 5 lao động, thành lập nhóm bếp Phương Lan, xã Long Hữu, giải quyết 15 lao động. Thành lập tổ hợp tác trồng màu có 7 thành viên tham gia, sau đào tạo nghề hội đã giải quyết tổng số 162 lao động. Hội tập trung rà soát, nắm nhu cầu, phân loại nhóm phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp ở 7 trên 7 xã phường. Qua đó hỗ trợ 46 chị khởi nghiệp với tổng số tiền 483 triệu đồng. Đồng thời tổ chức 117 cuộc tuyên truyền đến 2.913 hội viên về mô hình hợp tác xã kiểu mới. Hiện nay có 258 hội viên phụ nữ tham gia 16 tổ hợp tác, góp vốn hơn 3,2 tỷ đồng. Về vận động phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tập trung tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, duy trì 10 mô hình phụ nữ với tuyến đường sạch, nâng lên tuyến đường qua 10.400m đạt hiệu quả. Tiếp tục duy trì 3 tổ phụ nữ biến rác thải thành tiền, có 70 thành viên tham gia, thu gom phân loại rác quy giá trị bằng tiền 10.800.000 đồng, hỗ trợ 11 suất học bổng cho 11 em học sinh. Mô hình phụ nữ xây dựng hộ gia đình sáng xanh sạch đẹp được duy trì và phát triển ở 4 chi hội: khóm Phước Bình, phường 2, ấp Dòng Trơm, xã Long Toàn, ấp Khoáng Tiều, ấp Cồn Tàu, xã Trịnh Long Hòa, 221 hộ thực hiện. Duy trì một tổ hùn vốn làm hàng rào có 37 chị tham gia, góp vốn được 197 triệu đồng cho 26 chị nhận mua vật tư làm hàng rào, thành lập mới 7 mô hình tổ phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông, có 79 thành viên, nâng tổng số đến nay có 13 tổ, 112 thành viên. Duy trì một câu lạc bộ rèn luyện sức khỏe bảo vệ môi trường, phường 2 có 13 thành viên, 6 câu lạc bộ tuyên truyền viên chống rác thải nhựa ven biển có 76 thành viên tham gia, thành lập mô hình hộ tiểu thương hạn chế sử dụng túi ni lông tại chợ phường 1 có 22 thành viên tham gia. Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát phản biện xã hội. Trong năm, hội đã bầu bổ sung thay đổi 1 chủ tịch, 2 phó chủ tịch, 6 chi hội trưởng, 2 chi hội phó, 2 tổ trưởng ở các xã phường, phân công cán bộ chuyên trách tham dự sinh hoạt định kỳ 377 lượt chi hội, 330 lượt tổ hội với 15.080 lượt hội viên phụ nữ ấp khóm tham dự. Hiện toàn thị xã có 7.659 phụ nữ được tập hợp vào hội, chiếm hơn 92% số phụ nữ trong độ tuổi đủ điều kiện tập hợp, và 25 chi hội trưởng phụ nữ ấp khóm được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trong năm qua, tuy mặc dù là đã bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng hai cấp hội chúng ta cũng có tập trung nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, đã thực hiện tốt, hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ. Một số cái chỉ tiêu đều đạt và vượt so với cái kế hoạch cũng như là cái chương trình công tác năm. Đặc biệt là cái phong trào thi đua thì năm nay chúng ta nhìn chung là từ ở chi tổ hội cho đến cơ sở hội đều phát huy được cái thực hiện cái phong trào thi đua, nhiều cái mô hình nổi trội góp phần để hoàn thành trong cái nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới như là đô thị văn minh. Riêng cái thực hiện cái mô hình chi hội 503 sạch thì năm nay chúng ta đã nỗ lực phấn đấu xây dựng cái chi hội 503 sạch, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, thì chúng ta đã nhân rộng ra được là 7 chi hội. Riêng mà cái tổ chức mình, chúng ta cũng thực hiện được cái việc là sơ kết để là đánh giá công nhận được cái chi hội 503 sạch tại khóm Bất Bình. Về ba cái nhiệm vụ thường xuyên đó thì chúng ta cũng đã có chỉ đạo sâu sát và thực hiện một cách nghiêm túc. Cái công tác tuyên truyền vận động của chúng ta thì năm nay thì chúng ta đã thực hiện tốt. Cái nội dung, cái hình thức tuyên truyền là có đổi mới, có phối hợp với các ngành cũng như là công an, rồi phòng tài nguyên môi trường. Chúng ta tuyên truyền vận động giáo dục pháp luật coi như là có hiệu quả.
so với cái nhận thức trong cái thực hiện chỉ thị 15 thì tới thời điểm này thì coi như hội viên chúng ta là đã thay đổi nhận thức, tham gia tích cực tương đối tốt. Về cái công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thì chúng ta có nhiều mô hình sáng tạo để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Riêng cái tiết kiệm tín dụng của chúng ta hôm nay thì coi như là duy trì được cái mô hình này. Cái số tiền tiết kiệm tín dụng của từng tổ hội coi như là nâng lên thấy rõ rệt để hỗ trợ cho chị em phát triển kinh tế. Cái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp chúng ta cũng có thực hiện. Và năm nay thì coi như là chúng ta cũng hỗ trợ và cũng đã xây dựng được, đạt một số cái sản phẩm tích cực và cũng phát triển được cái doanh nghiệp. Về cái xây dựng cái tổ chức hội vững mạnh thì năm nay là chúng ta có tập trung thực hiện cái nghị quyết số 17 của Ban Thường vụ Thị ủy, có nhân rộng, rút kinh nghiệm, tổ chức học tập rút kinh nghiệm, nhân rộng cái mô hình chi hội mẫu để xây dựng cái chi hội tiên tiến. Chúng ta nhân rộng được 9 cái chi hội tiên tiến. Đến thời điểm này thì chúng ta đã xây dựng được là 24 trên 37 chi hội tiên tiến. Cái công tác tuyên truyền vận động để hỗ trợ cho hội viên nghèo, hội viên cận nghèo thì chúng ta cũng có tập trung và tuyên truyền vận động các mạnh thường quân để hỗ trợ cho hội viên nghèo vượt qua mọi khó khăn trong năm 2020. Đó là những cái kết quả, cái thành quả mà chúng ta đã thực hiện được. Thì đó là nhờ sự nỗ lực phấn đấu của tất cả chị em trong ban chấp hành cũng như là cán bộ chi tổ hội. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng còn nhiều mặt hạn chế chúng ta chưa thực hiện được. Như phong trào thi đua thì nhiều mô hình cũng chưa có nhân rộng được. Cách làm hai sáng tạo thì nhân rộng thì nó còn ít. Cái thứ hai nữa đó về hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế á, cũng như là thực hiện cái đề án 939 để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp phát triển doanh nghiệp thì cái việc này ở cơ sở hội còn bấp bênh, chưa có nắm được cái tâm tư nguyện vọng cũng như là thành phần đối tượng. Các cái lớp tập huấn của chúng ta thì đưa đi thì coi như là cũng mặt nào đó nó cũng cái đối tượng nó chưa có đảm bảo. Cái một cái việc nữa đó thì cái rà soát để nắm cái danh sách hội viên tham gia bảo hiểm y tế để chúng ta tham gia thực hiện tốt cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao thì chúng ta cũng nắm chưa có sát. Và cái công tác phối hợp giữa các ngành ở cơ sở thì nó cũng chưa được thực hiện, chưa có đảm bảo, còn nhiều mặt hạn chế. Thì trong năm 2021 này chúng ta phải tập trung phát huy được những cái kết quả đạt được của năm 2020 và những cái hạn chế mà chúng ta cần nêu ra đó thì chúng ta cũng phải có cái khắc phục, làm sao mà xây dựng cái phong trào thi đua rồi là nhìn các cái nhiệm vụ thường xuyên của hội gắn với cái chủ đề mà năm 2021 này là cái năm đại hội phụ nữ các cấp. Từ chỗ đó mà chúng ta cũng phải có tập trung nỗ lực phấn đấu lựa chọn nhân sự rồi là tham gia tích cực trong cái công tác tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng, các cấp và cái nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ 13.